vườn. Vườn hoa ban nhé. Mì số mì đỏ không? Mì lá. Mật bay luôn. Mà lưỡi bên tay đây. Lưỡi bên tay. Lưỡi bên tay xong rồi liêu. Đầu dưới lên cái bè này lên đầu lên cái khe đấy không ông nọ đi ra xem đấy có cái khe có cái khe bay nữa này lên một tí trên kia còn xuống là theo bên bên kia xuống à, đến cái cây cây vườn của người khác thì có cây keo rồi. Từ trên kia xuống đến kia xong là cả cái nhà này nữa. Cái nhà này luôn. Vâng, cả cái nhà này nữa. Đến nét cây keo này. Của mình là bên trên này có quế với lại quả thôi. Sao năm nay cũng sai nhiều rồi. Chị đi dặn đi ăn.
cái chỗ này là chỗ giáp ranh à? Có cái khe này lên là chỗ giáp ranh. Là giáp ranh theo này. Đấy, đất của mình là trồng quế với lại cam. Từ đây đến vừa cam này. Bây giờ là từ cái đấy là nhìn là biết rồi, biết là chỗ giáp ranh ở chỗ nào rồi. Thế bây giờ mình đi sang lều kia để làm giấy tờ đi nhỉ? Vâng, đi sang nhà kia để làm giấy tờ. Cái này hết ăn bán cam kết nhỉ, cam kết với nhau mua bán nhỉ. Cam kết xuống thì cả hai bên cứ ký kết xuống với nhau nhờ. Diện tích là 2 ha. Bây giờ nhá, bây giờ em làm cái giấy chuyển nhượng ở đây. Đây này, giấy chuyển nhượng đất này. Thời gian là 9 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023 này, địa điểm tại vườn cam. Thành phần là chủ vườn là Nguyễn Thị Nguyên này, bà là Lò Thị Như này. Người mua là Nguyễn Mười này. Nội dung là gia đình có nhu cầu chuyển nhượng một lô đất đất vườn có tổng diện tích là 2 ha, tài sản trên đất có cây cam, cây ăn quả này, cây thảo dược này, cây quế, với giá thỏa thuận đã thỏa thuận của hai bên là 85 triệu đồng chắn, sổ đỏ và tiền đã trao. Sau này hai bên có ai có sai phạm thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người bán ký. Này mà cứ đến xong là mới về đến thật khá là dễ đó rồi. Thì giao tiền ở cá này, cá giao thẻ đỏ nữa. Bọn này hát quản lý nữa trong khu vực kể hát quản lý nữa. Thì này nhá, hoàn lại lộc cho rồi. Gia đình nhá. Vâng, thế em xin nhá. Vâng. Vâng, em xin.
Nên em cất tiền đi nhá. Em mình về thôi. Cảm ơn nhá. Vâng. Em cảm ơn nhá. Vâng, vâng.